Vâng, mến chào quý vị và các bạn đã cảm thấy trong lòng rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Đọc Sinner. Nơi cập nhật các thiết bị và giải pháp thi công cơ điện, chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm thi công thực tế tại công trường. Thì trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ lắp lao bu âm nha các bạn nha. Thì các bạn xem Đạt nè. Đây là các bạn nè, đây là cái bàn lao bu các bạn. Đáng lẽ anh làm đá là anh phải khoan cái bàn này ở trên tường trước, rồi bên mình mới lắp đặt cái lao bu các bạn nha. Đây là cái mặt đá các bạn nè, quá nặng luôn á đó. Mình đem đây hết, mình để cho nó gọn ở nhà vệ sinh các bạn. Và đây là cái lao bu bài các bạn ạ, lao bu bài thân nè, đây các bạn thấy không đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ lắp đặt cái lao bu này cho các bạn xem. Ở trong nhà vệ sinh này mình nói với các bạn là có một cầu, một lao bu và một cầu xe các bạn nha. Thì Đạt sẽ khoan cái lao bu này dính vô tường nha các bạn nha. Đạt khoan nè. Đây là vị trí lao bu của mình cần lắp được các bạn nè, các bạn thấy không? Đây là một cái cấp lạnh nè, đây là cái cấp nóng nè. Thì các bạn thấy không? Ở đây mình có hai cái van các bạn nè. Thì mình nói các bạn á, có những cái nhà vệ sinh mình phải có những cái phương pháp thực tế mình đi nha các bạn nha. Thứ nhất các bạn giấu van ở dưới lao bu nè, và các bạn giấu van ở sau cái bàn bầu nè. Thì thực chất đó là một phương pháp, cho nên các bạn đi phương pháp nào cho tốt nhất. Các bạn thấy nè, cái labo này, cái khoảng cách để cái labo này các bạn làm là 85 các bạn nha. Thì cái trên cái mặt labo này là mình đo là nó là 16 phân rồi, cộng thêm cái mặt 2 phân nữa nữa. Cộng thêm cái mặt labo là 2 phân rưỡi nữa các bạn ạ. Thì mình sẽ là cái mặt này có 18 phân. Nó 18 phân. Thì Đạt lấy luôn cái cái lớp gạch đen này các bạn nè, nó là 88 phân các bạn nha. Thì mình Đạt lấy cái mặt labo nó nằm ở cái gạch đen là luôn. Cái nếp gạch này bằng này cho đẹp các bạn nha. Thì mình sẽ lấy trừ lại là 2 phân rưỡi. Đạt sẽ trừ là 2 phân rưỡi các bạn nha. Mình trừ lại 2 phân rưỡi các bạn nha, 2 phân cũng được. Đó thì mình chưa chính xác luôn, 2 phân rưỡi. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ làm cái labo này đưa lên các bạn nè. Ở đây mình không có cái cây thước thủy dài các bạn. Mình lấy cái thước thủy này mình canh lại, mình canh thêm mực gạch thôi. Đấy là cái này là mấy anh kia anh phải làm nè các bạn nè. Ví dụ bây giờ mình làm, mình canh cái mực này toàn chưa? Bây giờ mình làm dấu các bạn. Thật ra cái này là mình đo khoảng cách rồi mình lấy kim nổ rồi mình làm dấu này cũng được, nhưng mà mình làm gì nó lâu các bạn ha. Thì mình sẽ khoan, bắt đầu mình khoan các bạn nha. Mình lấy cái khoan mình khoan định bị lại nè.
xong với mình con mình cũng không làm. Bắt đầu bây giờ mình mới căn chỉnh các bạn nha. Thì mình căn chỉnh cái theo cái mực gạch nè các bạn nha, tại bên mình có gạch thì mình căn chỉnh theo mực gạch luôn. Thế này nó có cái thức thể tốt nhất, cái này hai phân các bạn nè, mình căn đúng hai phân nè. Thì bề mặt này mình cũng để cho hai phân các bạn. Mình cho ướp ướp vô và thử sau các bạn nha. Nó là thấy nó vừa có lông gạch luôn nè. Các bạn thấy nè, các bạn thấy á, nó khít vừa luôn cái rong gạch của mình nữa các bạn không? Thì mình làm sao khi mình lắp labo á, mình canh sao nếu các bạn canh á, thì các bạn phải canh cho nó đúng vừa tầm của các bạn nha. Thì nó vừa bằng cái rong gạch luôn, hoặc cao hơn rong gạch một chút nữa để mình trích silicone các bạn, cho nó khỏi thấm nước xuống dưới á. Thì tới đây là mình treo bạn tới đây nha các bạn nha. Rồi mình sẽ lắp cái labo, mà bây giờ mình sẽ vào silicone các bạn. Mình sẽ trích silicone dính cái mặt đá xuống ở dưới cái chân đã. Bây giờ mình bắn silicone các bạn nha.
Rồi bây giờ mình dán cái bàn xong rồi các bạn nè, bắt đầu mình dán cái logo luôn các bạn nha. Đó, bây giờ là đây là cái chậu logo, thì bây giờ mình sẽ lấy phụ kiện, mình lấy phụ kiện mình lắp đặt lên, rồi sau đó là mình chích silicone dưới này được là ok các bạn nha. Đạt cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Và các bạn thấy video hay, các bạn hãy ấn like, share hoặc comment trên dưới video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình là Đạt Bạch CN, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo. Bye bye mọi người.